ơi nhà yêu, chào mừng cả nhà đã đến với kênh của Nguyễn Hải nha. Hôm nay em nói chuyện cái khẩu hình miệng của em nó hỏng nhất luôn mọi người, là em bị nhiệt miệng nha. Mẹ mẹ mày. Thì ngày hôm nay sau một tuần lễ đặt hàng thì cuối cùng nó cũng giao, hai đứa em trông chờ ngày này rất là lâu rồi mọi người. Ngày hôm nay nó đã về thì bây giờ hai đứa em xin chính thức cho mấy anh nha. Tao lấy mày. Cái hỏng không có cho em tha thu mọi người, không có cho. Bữa nay em xin chơi lớn luôn. Em mua hình này để về xăm mấy ngày không chơi luôn. Là lên ngực này nè. Dưới cái khuôn ngực luôn không? Là lên hết cái ngực này luôn nha. Để cho và coi phản ứng của mấy ổng sao nha các bạn. Cái nến mà ổng dữ lắm mọi người ơi. Một mình thì làm không có được, nên là hôm nay mình có nhờ thêm Nhi bạn mình để phụ mình, hỗ trợ mình cho cái màn cho này nha. Thì bây giờ hai đứa mình đi tha thu, xong rồi hai đứa đi gắn cam, sau đó hai đứa cho luôn mấy bạn. Thì bây giờ bạn đợi mình xíu nha, trời ơi nói chuyện cực khổ quá trời cực. Rồi mọi người đợi mình xíu nha. Ok bạn, thì bây giờ hai mình sẽ tha thu nha. Nè anh thợ của tôi mới thay giữ cắm bồ đề nè, bây giờ nó sẽ tha thu cho tôi nhớ bạn ơi. Coi chừng đau nha. Cái này là ngàn kim đó. Thì đó sợ đau lắm. Rồi bây giờ là đang tẩy tới màu chết. Đánh xong hả? Đây. Bây giờ giỡn các bạn. Bây giờ có anh lên thiệt nè các bạn ơi. Ok mọi người ơi, lên rồi nè nha. Đó. Xuất sắc chưa? Đẹp lắm. Rồi không biết nó có lên không nữa hay là 2-3 ngày nó mới lên. 24 tiếng đồng hồ. Chuẩn bị lên rồi nè. Tay của em chuẩn bị lên rồi. Hello cả nhà yêu, thì quả thật là 24 giờ nó mới lên đậm nha bạn. Thì em cũng đợi hôm qua tới giờ này lâu lắm rồi đó. Thì cuối cùng thì nó cũng đã lên. Thì giờ lành đã đến, em cũng đến giờ phải cho anh mấy ổng. Thì con Nhi nó bận rồi mọi người, cho nên là hôm nay em chơi mình lên luôn nha. Em cũng đã thì hình đồ đó cũng lên, cũng y chang thiệt cái đó. Thì bây giờ em sẽ gắn cam, sau đó thì em điện mấy ổng qua để cho anh mấy ổng nha bạn. Bạn đợi em xíu, cái miệng em nó chưa hết nữa, quý vị vô nói chuyện ha, kỳ cục cũng chết luôn. Thì bạn đợi em xíu nha. Alo, máy ảnh ra chưa anh? Để chờ điện ra cho thôi, chứ mỗi lần điện là có chuyện làm sao? Giống như em báo vậy hả? Chưa ai ra chưa hả? Vậy chừng nào máy ảnh ra đi qua nhà em chơi nè. Dạ, đánh bài cũng được. Vô, nó lộn vô. Nhanh nha. Rồi. Mát lắm. Ok anh đợi. Ok bạn nghỉ xong nha. Thì giờ sẽ đầy đậu nó không qua nhé bạn. Bữa nay bảo. A few minutes later. Sợ còn mà dám. Thằng Tám xuống lớn. Mạng mới lớn. Chết xăm mình luôn kìa. Trời. Tại vì là anh bị xăm mình, bị quánh mày. Bữa nào mình làm lại cái trong cái trong chùm quánh đuổi của mày hết rồi. Tốt rồi, còn tốt rồi. Tí chót rồi. Chót, bú luôn. Mày có bú cái gì mày làm, bú nè. Bú nè. Thấy ghê quá, cá lóc gì bữa thứ ba. Đó là sao, là sao. Cầm giả rồi. Ôi giời ơi. Rồi rồi, tới công chuyện rồi.
chết rồi nè. Hôm qua ai với ai đó chơi nè. Thôi đừng đừng đừng. Nó mua gì vậy? Cái gì vậy? À có nãy hả? Có từng nói hả? Nè em rồi đấy nè. Trời trời. Mày đi kiếm giống cái miệng lưu đi ông Đồng. Thấy không? Là em xăm đi xin. Em đâu có để cho Trang thấy đâu mà. Mày để gì hoài luôn cái gì? Ở trước mặt cho em đó. Xăm mày sao mày không nói tự tao biết mày làm cái gì xin. Xăm em chăm mấy chỗ khác. Xăm mấy chỗ khác nó không thấy được. Em chẳng biết. Ôi trời ơi, nói tao bài đầu cho mày nữa sao mày bị làm. Đâu. Thôi không có để cho cha em thấy đâu. Xăm nào vậy? Có từng ngay rồi đó nó có làm được gì nè. Trời ơi, trời ơi, trời. Hay vậy đi, đi quay mà nó quá rồi mà. Nó mặc cái cổ luôn mà. Trời ơi, cái gì rồi. Rồi. Tôi bán thằng Quân này nè. Thôi 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 thôi. Tao đâu có kêu mày, tao đâu có bỉ mày đâu. Tao đâu có gì đâu, tại cái béo xăm. Tại ngày xưa nè. Thằng này, tại thằng này không nè. Nó nói là thằng xăm của mày đẹp. Rồi, nó làm theo. Cái là nhất lạ này nè. Đó. Mày báo mà mày, mày báo. Dạ. Bây giờ gì rồi tao nói giống sao, mày xăm thiệt. Không, ngoài đây cũng đẹp nè. Đẹp lắm. Ông vô cái chất đẹp luôn. Ở đây tao không nói nhưng mà cái khúc này nè, rồi. Đẹp má. Phải chứ mày xăm đây nè, mày đã xăm hết một lần rồi, đã bình thường đó không sao. Ở đây cũng không sao luôn, mày xăm trước ngực như khác nào mày đưa cái bàn thờ cho thấy. Mà đẹp mà. Quát cho ổng cạo cái đầu bây giờ. Cái nè, cái nè. Làm điểm nhắn cho tao thấy. Tao nói mày nghe nè. Đối với mày là đẹp nhưng mà đối với anh em ở đây không có đẹp. Đẹp mà trời. Không phải chuyện đẹp hay không đẹp. Ừ. Nhưng mà cái của mày gì cũng đủ xài rồi. Người ta không phải là kỳ thị mà xăm mình thì kia không có. Là sao? Làm bình thường nè, với dân á. Còn sao? Em con gái mà lỡ như bây giờ nè. Bây giờ mày không đi làm với tụi tao đi rồi mày đi làm công ty đi. Cái gì mà ngày hoài có đẹp đẽ gì đâu mà cứ giặt lên hoài vậy. Nhà tao từng nè đi chung với mấy ông bảo vệ công ty nè, đi kiểm tra mấy người xăm. Ủa anh xăm mặt hay gì hả? Có đâu. Thế cho anh thấy anh cầm cái cây kim ba vẽ cái mặt tao nè. Kim ba. Mày xăm trên cái miệng luôn gì tao nói chuyện đất đất vậy. Không, cái này em bị nhiệt miệng. Trời ơi trời, xăm cái liền trên cây số 8 luôn rồi. Mày, trời ơi. Mày làm chi rồi ông cảnh nó nói tao nó bắt trước cho mày. Chứ gì đó. Mày vô chổng mày ơi. Tao không chơi với mày. Má xăm vô đường theo. Không chơi với em. Mày cờ bạc mày. Mày vô mặt áo vô liền lát ông gà nữa bây giờ. Không bình thường không muốn đâu. Giờ cái đường nó nhìn nó mình báo nè. Ừ. Đã mọi nó báo rồi thôi tới mày nữa. Nè. Được rồi. Không nè. Sắm rồi. Đây là báo bình thường không? Đây là báo bình thường. Còn đây là báo dồn lụ. Gì vậy? Ông nội. Ôi, quýnh ra bụi trời. Gì rồi trời. Đây nào. Tụi đâu phải chủ đại đâu, nó kìa. Nó làm gì nó chèo. Mày gì nè, người tao nói với ông Tám rồi tao nói xong mày dạ tao nói với tôi xưa. Mày dạ tao nói đi. Vô mặc áo vô đi chợ. Giờ ông hỏi tao giờ sao? Đẹp. Mày thấy đẹp không? Nó mày làm xử đẹp tao. Con thấy đẹp con kéo đi xong vậy. Ai kêu ai kêu hơn? Cũng lại nào cho mày. Rồi nó kêu tao nói giọng á, ông không giọng chữ tao đụng má chữ má tao không. Giấc lửa bỏ tay mãi nè. Ông nội mày có mặt không? Cái mặt ông tiếng ghê chứ. Ừ. Cũng lấy cái lập lạ đụng má căng cái mặt của trẻ luôn nè. Cái tao ghê. Cái gì? Lò giúp thằng trời vẫn mỏng rồi. Thôi xin đi xóa xin. Sợ sao đáng á. Ông nội ơi, ông chú bậy chú bạ hoài. Đây giờ vô mặc áo khoác vô đi. Ê, sao nãy muốn xăm sao không kêu anh xăm? Ừ. Anh hấp lòn. Không lắm. Anh xả, anh xả. Xả. Ai sao mà xăm cái đường kẻ này. Anh Hải thấy rồi quá à. Cái này nó đẹp nè. Má nó. Ôi, mẹ vô. Ê, nó xăm chẳng khác nào mà nó giặt cho ta coi luôn. Cả giờ mới khác cái quần. Cô ghét quá. Cái gì vậy? Cái gì vậy? Ủa, công nhận cái cô Sơn của đây đó. Lấy quần tắm nó để con đẹp đi quen. Nó làm cái cậu xăm đẹp ghê ta. Rồi cái gì đó kiếm giùm cho đi. Lấy cái lọt lọt lên cho ổng đi. Đi đi. Lọt 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 nè. Cái ba nè, cái ba nè. Công nhận cái áo đẻ xinh đẹp dữ ta. Mà khố. Mày thấy chưa? Mày thấy chưa? Trời đậu nó không có được. Mày thấy chưa? Cái đậu là mỏ lên. Nó xăm luôn giờ sao nói thế mày, sao mày không nói cho ổng biết thì nó cũng đi xăm đi gì con xử đẹp đi. Mày nói là ông cạo đầu em. Rồi giờ cạo cạo đầu sáu tao nè. Ông cạo đầu mày sao à, mày đi xăm? Để anh xăm anh Hải đẹp không? Ông lóc da lóc thịt anh đó. Rồi sao mày biết vậy rồi mày đi xăm làm cái gì? Em giấu mà. Má nữa. Đây là nó xăm chỗ nào tôi coi cho nó bỏ đi. Anh em nhìn nó lại đi. Mày coi xong mày đói luôn. Rồi. Tại tao sống nhờ cái này. Khùng đi. Cứ vậy em cầm thằng cho này. Đấy, thằng cầm nó nói ủa này cứ gì hai thằng nó gian nhau. Ừ. Đấy cho em cho cái bèo không? Kêu chưa? Không. Thằng thở này cứng không? Không. Anh xăm kiểu đẹp không? Thở lại. Nè, Sơn. Bốn. Bốn hả? Kè. Chà. Quá. Thì em rồi. Quá được. Nè, mới vô là vợ gì nè. Đó, xong cái đưa cho bú nè. Trời ơi. Đó nè. Chó nó vừa vậy. Má bây giờ gì rồi nè, bây giờ gì rồi nè, nó lỡ là chị rồi. Mày xóa cũng có hình nè. Đúng rồi, xóa là có thẹo đó.
Thôi anh em nói đi, anh em không có hình xăm nói đi, tưởng dám nói đâu. Chứ không lẽ mày nói, lúc nãy mày dám nói. Quậy mày ngủ quậy đó. Quậy bắt thử là trời. Anh biết em là trời. Dạ. Có ai đi xăm hình mà nó bị xéo không bên dạ. Trời. Dạ. Dạ. Qua đây là xăm chữ suối người ta cái gì cho bé. Anh biết anh Nam ơi, cái hình này lâu lắm không? Cái lưng lên. Làm xong nếu mà nếu có xích ra đây, nếu cái lưng mày ngang này nè, mày xăm hết hình tắm cái gì, bây giờ mày coi cái mày có được coi, mày coi với cái lưng nó sao. Tối ngày nè. Qua đây xăm chữ suối người ta nha. Dạ. Rồi là trời, dễ mấy vậy cho mà. Đây nè. Biết sao thằng lém á lém ơi nó đo mày gì không tao đáp lộn tại khi mà ông tám biết được á là ông sẽ đưa mày vô trong chỗ cái khung gì nè ông đóng hộp cho mày em nói chung là cái hình này em tao sát lâu lắm thôi tụi mày nhìn cái mày khao gì không khao khao mày khác đó mày phải khao nước anh em còn đỡ cho mày khác ông tao đây nè mày nghe nè hả mày xăm này á mày gia đình mày làm nghề làm xăm đi mày xăm cũng không ai nói gì đó con này mình là con nhà bình thường xăm ông tám ông không cho mày hiểu không. Ê anh biết sao không? Tại em thấy hình tôi béo đẹp. Trời ơi. Ê. Lần lần ta. Ê. Lần lần. Lần lần. Lần lần. Lần lần. Lần lần. Lần lần. Mà biết sao giờ bé so 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 được xấu lắm. Thôi, đừng có kêu không. Thấy đồ che đi. Đừng kêu. Lấy con mắt cho nó. Lấy con mắt cho nó. Có mấy áo thì có rồi. Ừ. Lỡ dầm mà so xấu lắm. Đúng rồi, xấu lắm. Mày à. Mày tôi nói mày nhậm một cái ta giờ. Nè 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 nè. Tao có cáo rồi, ông cố nội nhậm cái thằng nha. Cái thằng của ai tôi hình không nổi chứ. Trời ơi, chó vậy đó. Mặc vô đằng ngoài đây. Mẹ con này mày cái đường mày gì nè. Ôi ơi, mày trời. Mày cái đường mày gì đó. Đẹp mà. Đẹp tôi bắn mặt rồi bây giờ. Bây giờ sao? Đẹp nổi nghĩ đẹp. Bây giờ sao nổi? Có ngày đẹp hoài. Lấy giờ mà chơi giấu gì hoài. Xó xó cũng vậy à. Xó xó à. Lấy giờ giấu gì hoài. Nhưng mà bây giờ ông Tám biết được chết chết tao đó. Nói giọng rồi chứ biết sao giờ. Chết gì bây giờ đi. Bây giờ là ông biết sớm. Cho ông biết sớm nữa. Nhưng mà ông biết chạy rồi biết chạy còn chết nữa. Có được đâu. Bây giờ lá che gì hoài. Bây giờ tao nói cái gì mà cái gì mà đầu đi gái gì đầu xuống nó lọt không phải lái gái chịu đòn gì nè mà bồ mũi dài lái chịu đòn giờ tao không ông chứ hai lọng đó ông ra à mà nói gì tao chẳng đâu có cái gì mới xong với nhau đâu mà giờ gì nè ông nói muốn nó xong mà giờ nếu mà không biết sớm á thì đỡ cái nếu mà ông biết chảy rồi thì sao ừ thà cho ông biết trước đi mà ừ thà cho ông biết sớm đi cho sẽ đưa ông vô luôn tại sao hai chưa từ từ chưa tính xong nữa mình chó này đậm nè còn đẹp nè nói giỡn đi với nè tao nói với mày tao con trai tao xăm á tao bị đuổi ra đường tao cũng sống được còn mày đuổi mày ra đường rồi mày có mua mày bốc kích mày trời nó dễ sống hơn đã đã để cho ông biết trước đi dạ à là ông biết trước không sao đó ông biết trễ rồi có gì rồi sao không ai kêu mày vô nhìn vô tao chi vậy tao đâu có mượn mày cái thằng của anh đẹp với cái thứ hai là nhờ anh live stream cho sao? Anh có tiền em mới đi xong đó dạ tại cái thằng này đó nè bữa tôi live stream tôi kêu nó live stream có tiền nó ăn chứ tôi đâu có kêu nó phải khách với cho mình mày nghe nói không nói tại đấy mà hình mày đẹp kìa đúng rồi tôi đâu có giặt cho nó coi đâu dạ tay đừng có thừa ai nha đây nè anh xong được chứ tại nhưng mà nè, tại gì á em muốn mình nó là bản sau của mình nè đúng rồi nó nhìn theo mình đó làm theo mình giống nhìn á mình sống sao nó nhìn ra mày cười nhưng mà nhưng mà mình đâu có sầm đâu hả tôi bé cũng vậy vậy tôi bé nó sầm từ đầu tới bây giờ đâu có sầm nữa đâu con tiện đâu sầm sầm lưng kìa đâu trời ơi là trời sầm đến trời trời má sầm cái gì vậy vậy là bay cùng ai báo cha báo cha mẹ bố bú bình gì cỡ bơ bưng ai đi ai vẽ lên nữa là trời ơi bơ con vợ bé bớt buồn gì hoài dữ ông nội theo sắm gì kìa ơi đi sắm này á mày sắm chi cho nó học theo nữa kìa đi gần có chữ tàu chưa anh chị mà đi sắm giống anh không anh sắm nè anh nè sắm nè mày sắm nè muốn mã cái nhổ nè sắm sắm gì rồi thôi giờ nói kiếm gì nói cho nè rồi sắm nữa mày báo tao không à cho chữ tao có bày rồi
béo á, tạng béo á, tạng béo nội rồi. Mày á xong trời ơi đừng đánh đùa nó nữa. Bây giờ ấy cho nó giải quyết cái này xong đi, cũng làm gì làm béo. Mày đứng cho mày chịu cho anh em đi, mày nói mày suối đi béo. Rồi rồi béo à, tù má hy sinh thế cơ quay nhỏ. Ừ, em nói gì nè, bữa đó xăm rồi như lỡ như mực bỏ uổng. Ai bây giờ mình nói cái này hình dáng được không, mà mấy chục năm sau nó mới tàn. Ông lại à? Tám con còn cái này mấy năm đâu? Ba. Toàn giả chạc cái mặt ông vậy. Chị ba nói chuyện gỡ, mà giả mặt ông sức. Nè. Cái nữa không? Cái nữa không? Giờ nè, giờ sao? Đi, đi em giấu không sao đâu, em giấu được mà. Hay, nếu ủa, cái cách của anh tàn ác thiệt nhưng mà hay, cái cách đó chỉ bé được đó. Bé. Bước ra đời là gì, cơm mẹ nấu bữa ăn bữa bỏ, bước ra đời dập nét của chúng tôi. Nét ổng vậy thôi. Không, đi chết đâu rồi luôn. Thay đồ cái đi, mặc con này nữa nè, con thấy. Lại nữa. Ừ, mà ổng hát vô đi. Má nhức đầu. Lạ trời, xong à. Má cái cách tao chơi được. Không được đâu ba. Mày nói sao? Con da, con hơi in, con dán gì đó mà 15 năm nữa. Nè, này 15 năm không? Tối ngày. Mày đâu, sẵn lên đây. Cái này xăm, cái này xăm. Xăm không? Thôi. Mày nói nè, bình tĩ mày nè. Đi vô ngoài á, nói bây giờ đam mê của con. Đam mê của con muốn làm gì? À, ba mẹ được, tại vì khi mà đam mê là không có cấm cản được. Ông trời xuống cản cũng không được. Không đâu, mà anh tính đi xong cái đùi. Trời ơi, là trời lo cái đó chưa rồi đó, xong cái đùi. Cái đùi cái đùi bây giờ này. Đây, mày đừng đánh á, mày đánh á, nó càng làm. Em xối nó ra ngoài nói vừa đam mê không? Ông đâm cái đi luôn. Đam mê. À, anh đi về đi. Tạm tạm. Cái gì vậy? Con ngỏng. Gai, 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 gai. Bữa nay ta không có chuyện với mày, ta phải con người. Cho mày gì? Đúng là con chó. Trong tay lại. Mày mốt á. Trời ơi, ngáp luôn trời. Mày nói nghe nè. Khi mà mở miệng nghe gì? Ở đây á. Ờ, không coi âm cảnh như quẹ gì. Không coi như quẹ gì. Ở đây mày nãy nào? Một thằng cũng như thôi. Mày nghe lời nữa đi. Bẻ không? Ai cũng nãy hết trơn á. Mày bẻ quá. Nãy thì mày đâu có nể tao, mày làm đâu có nể tụi tao đâu. Đã tao dạy mày cái gì hả? Tại vì em thấy để em thao khác đâu. Mày đãi mày đãi bên đây rồi, tao không nói tới. Bây giờ mày muốn xăm tới cái đùi nữa cái gì? Anh đùi muốn xăm cái bông. Rồi vậy bữa mày xăm cái miệng thêm cái miệng nữa hả? Tao thua nhỏ này. Tao thua đó, tại tao chưa xăm. Cái gì vậy? Cắm mày. Thôi đi, thôi đi. Bây giờ muốn xử lý gì phải không? Kêu quậy trời, gài nút vô ngay. Ai tao nói thường xăm á, xăm là nghiện quá trời, ghiền á. Xong ghiền á. Ờ, xong rồi ghiền. Ngáp rồi vậy, ngáp rồi vậy. Ngủ đi, ngủ đi. Ghiền cái đường kim. Đi đi, nghỉ ngơi đây, nói chuyện với tám ra, đi ngủ đi. Nhỏ nè. Mày đi đâu? Đi đâu? Mày đâu? Đi mua trà sữa quá. Trà sữa là mày thấy mà thèm trà sữa mà ngáp gì luôn. Ừ. Mà đổ ngáp là muốn quéo. Dạ nè, giờ con không hút, hút đỡ đi. Béo, thôi. Này đừng hút nữa. Rồi, ngáp lên rồi. Gì vậy? Gãi luôn kìa. Đi vô ngủ đi rồi, mẹ mai. Bị lát hả vậy? Tao nói chuyện với ổng cho, đi vô ngủ đi. Hay nó mang chè đỡ đi. Chè cá lóc hả? Không, chè gì ghê, cái họng nó nằm đâu không nổi. Nó đang bơ phờ. Ngáp mình nướng cái ngon lát đi. Con nhỏ này bị vợ chừng nó chơi hay gì nữa. Nó bị giờ ăn. Là thấy không? Nó dám chơi con cô được không? Má chứ không lẽ tối nay đem ra mà chờ mã quá cho ba hồ bảy vé đi hết. Nó dám chơi con cô sức móng. Chơi gì? Rồi đến sao nè. Nó chơi đó đó. Thà cho ông Tám biết trước đi, cho ông Tám biết sớm thì hay. Nếu mà ông cứ chảy mà thằng chảy mệt mình nữa. Nhưng sao giấu được nhỏ này sao nó trong nhà hoài sao giấu? Ông béo nè, ông béo biết nè. Hồi xưa mình đi xăm rồi ba mẹ em có cho không? Thôi đi trả lại sao? Có cho đâu, xăm rồi về thì cũng đã đành rồi, đâu có chữ mắng gì nữa. Hai chữ mắng thì tao giỏi biết. Có đâu. Dạ điện thoại nè. Gọi lấy mặt đỏ gì? Ủa ý kiến mà, cố gọi này. Bây giờ vậy đi. Gọi là đầu nói với ông Tám không hiểu đi chứ không bánh á, chết quẹo luôn. Vậy quải cho ông Tám vô đi. Đập nó chết á. Bây giờ mình dọ nữa, nếu một con nếu nguyện sinh nó sao nhiệm vụ vậy rồi chắc dọ phải được không, dọ được thì không nữa thôi. Ba lột lột bảy bảy bả không được sao bé. Nếu mà anh nghĩ là nếu mà xác sức mà không để la nữa thì nó phải dẫn thấp xuống cao xuống sau, nó xăm bên đây rồi. Bây giờ xăm chỉ hai lớp mi gì nữa. Hai lớp vô mì ba đồ lớp mì đó nhưng mà tới giờ không đâu hay đâu. Hai lớp mì là gì? Đồ lớp mì ảnh nhớ đồ lớp mì, đồ vô lớp mì của ảnh là tình vật chất gì đó. Vợ yêu nhiều lắm. Vợ gì vậy? Chồng mà chồng gốc thì ra khờ làm gì nữa nè. Yêu vợ quá đi làm gì nữa nè. Hai rồi đó nè, bây giờ giải quyết cho nó đi, cũng vợ không nữa. Bây giờ ra nói chuyện với Tám đi. Xứng lại kêu nhỏ vô ngủ. Kêu vô ngủ rồi còn tức lắm. Kêu ra lại thì kêu nó ra lại. Sơn mày đừng có nặng như vậy chứ không dám giỏng nữa.
Thì đừng vẽ chi ra không dòm. Tôi vẽ đâu? Thằng khùng. Dạ. Cái gì vậy là bao bả? Tập lần. Đứng đây, đứng đây nhìn thẳng mặt hoài để chuẩn cần. Cần gì mà vẽ? Vẽ tôi mới cười. Nhắc rồi kìa. Bây giờ nè. Bây giờ. Thôi gà xuống khác. Dạ bác ơi. Bây giờ anh sẽ nói hết cho ông nghe luôn. Thôi. Mày làm mày sợ. Đây nè, mình đàn ông con trai có chơi có chịu. Nhìn con gái rồi. Khi mà nó chơi mấy này lại tính như đàn ông rồi. À, anh đừng đắm mà hãy xem như người thằng ông. Nếu chơi có chịu. Anh sẽ nói tiếp cho. Thà cho ông ngay từ đầu cho ông biết ổng không. Trời ơi, bạn nói tôi nói gì ra. Mày bị lát cái gì mà ngứa cái gì? Còn mày bị lát cái gì gãy vậy? Rồi chắc da non gà mày. Xăm da non. Da xăm đây sao gãy đây? Chứ gãy này đau mà gãy thường thường mày bị chấn thương mày gãy kế bên không á chứ có gãy ngay chân chỗ đó đâu. Biết gì không mà thầm được rồi. Rồi sai cho mình rồi. Thấy mình ra rồi. Thấy mình ra. Nhưng mà ngáp hoài chứ trời. Còn mình lát thì gãi quậy. Thôi mày. Lát vô mặt mày giờ. Thôi mày không trả lời. Cái này nó. Mày cứ dở rồi hả? Có đâu. Quýnh một cái đây mà thở nha. Anh đi công chuyện anh đi về. Rồi ngủ ngay đi bác. Đây đi thôi khỏi ngậm đây đi cũng quan trọng. Ở đây đi. Đây cho mát. Đi không? Cái bột kiếm con tắm nói chuyện cái gì? Không, đi về. Giờ đi chơi. Chơi với em đi mà. Nghĩa không? Tôi đã rồi.